Cô chào tất cả các em học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Chu Văn An để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học kỳ 1 sắp tới. Cô làm video clip để ôn lại cho các em những điểm ngữ pháp từ bài 1 cho đến bài 4. Thì nội dung ôn tập của chúng ta ở học kỳ 1 này thì các em sẽ tập trung vào các cái từ vựng, các cái cấu trúc câu từ bài 1 đến bài 4 các em nhé. Thì giữa học kỳ 1, cô cũng đã gửi cho các em một cái video clip ôn tập giữa kỳ từ unit 1 cho đến unit 2, gồm có 6 cái phần ngữ pháp chính. Thì các em hãy tìm lại video clip đó và ôn lại cho cô 6 điểm ngữ pháp này nhé. Và tiếp tục cô sẽ ôn cho các em những cái điểm ngữ pháp ở bài 3 và bài 4. Thì cái điểm ngữ pháp đầu tiên đó là câu điều kiện ha, câu điều kiện một với if và unless. Thì ở đây như các bạn đã học ở trên lớp rồi thì chúng ta sẽ đọc lại coi cái định nghĩa của câu điều kiện một là gì ha. Ví dụ như là chúng ta sử dụng câu điều kiện loại một để nói về những cái tình huống trong tương lai mà chúng ta nghĩ là nó có thật hoặc là nó sẽ xảy ra và nó đưa ra kết quả của nó. Ở đây người ta cũng ghi ví dụ ha. Ví dụ câu điều kiện 1 thì what will happen if people keep burning trash? Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người tiếp tục đốt rác? Ví dụ thứ hai sẽ là if people keep burning trash, the air will be polluted. Nếu mọi người tiếp tục đốt rác, không khí sẽ bị ô nhiễm. Đó. Như vậy các bạn sẽ nhìn thấy được một cái câu ví dụ của câu điều kiện loại 1. Và ngoài ra người ta cũng hướng dẫn cách sử dụng unless. We can use unless to say what will happen if we don't do something. Chúng ta có thể dùng unless để nói điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không làm điều đó. Ví dụ như là unless we stop burning trash, the air will be polluted. Trừ khi chúng ta ngừng đốt rác, không khí sẽ bị ô nhiễm. Hoặc ngược lại, nếu chúng ta đưa cái cụm từ the air will be polluted ra đầu, thì unless đưa ra sao thì chúng ta sẽ không dùng dấu phẩy ha. Chúng ta chút xíu chúng ta sẽ xem cái phần sắp xếp nó rõ hơn ở phần sau. The air will be polluted unless we stop burning trash. Ha, ngược lại như vậy, khi đưa unless vào giữa thì chúng ta sẽ không dùng dấu phẩy ở giữa các bạn ha. Tiếp tục người ta hướng dẫn cho mình biết được cách thành lập của câu điều kiện loại 1. Như vậy câu điều kiện loại 1 thì có hai cái mệnh đề. Như vậy mệnh đề thứ nhất người ta gọi là mệnh đề if, là we use the present simple tense in the if clause. Như vậy trong mệnh đề if thì người ta sẽ sử dụng thì hiện tại đơn. Mệnh đề thứ hai là mệnh đề chính, and will plus the infinitive in the main clause. Như vậy trong mệnh đề chính thì người ta sẽ dùng thì tương lai, will hoặc là want. Rồi, the if clause often come first, but it can come after the main clause. We don't use a comma before if. Thì cái câu này nó nói gì đây? Như vậy nó nói là mệnh đề if thường đứng trước, luôn luôn thường thì đứng trước, nhưng nó cũng có thể đứng sau mệnh đề chính. Như vậy nếu mà nó đứng sau mệnh đề chính thì chúng ta sẽ không dùng dấu phẩy trước if. Các bạn ha, như vậy các bạn cũng thấy những cái ví dụ bên dưới đó, trên lớp cô cũng đã giảng rất là kỹ cái phần này các bạn ha. Rồi, ngoài ra nó cũng nói cái cách sử dụng unless. Rồi, we can make negative conditionals using unless instead of if. Có nghĩa là gì? Chúng ta có thể sử dụng unless thay cho câu điều kiện phủ định, thay cho if. Như vậy con nôm na con nghĩ rằng unless là bằng với lại là if cộng với lại là don't hoặc là doesn't ha. Ví dụ như là cái câu nè, unless we stop polluting the air, there will be more disease. Mình dịch là trừ khi chúng ta ngừng gây ô nhiễm không khí sẽ có nhiều bệnh tật hơn. Thì chúng ta cũng có thể khó hiểu hơn khi mà chúng ta dịch nè, nếu chúng ta không dừng lại cái việc gây ô nhiễm không khí
sẽ có nhiều bệnh tật hơn, thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn ha các bạn ha. Như vậy unless có nghĩa là mình dùng cho câu phủ định của câu if đó các bạn, nhớ nha. Rồi, điểm ngữ pháp thứ hai đó là compound sentences with and, câu ghép với and ha. Rồi đây, compound sentences with and như vậy thì nó là như thế nào đây? An independent clause can stand by itself as a simple sentence. À, câu này người ta nói mệnh đề độc lập có thể đứng độc lập như là một câu đơn. Nhưng đối với a compound sentence has at least two independent clauses. À, như vậy còn đối với câu ghép thì sẽ có ít nhất hai mệnh đề độc lập các bạn ha, hai mệnh đề độc lập. Rồi, và cái thứ ba nữa là we use a comma before the conjunction to separate independent clauses. Chúng ta sử dụng dấu phẩy trước liên từ để phân biệt các mệnh đề độc lập ha. Như vậy nói nôm na rằng câu ghép có nghĩa là ghép hai câu độc lập lại với nhau ha, và liên kết chúng lại bằng với and, và trước chữ and là phải có dấu phẩy các bạn ha. Rồi, ví dụ như thế này đây. Đây là ví dụ của câu compound sentence đây các bạn ha. Đây, câu thứ nhất, we should tell our friends about resigning, một câu ha. Đây là một câu mình gọi là independent clause. Rồi câu thứ hai, we can ask our school to save spare paper. Như vậy đây là câu độc lập thứ hai, và mình sẽ kết nối lại bằng chữ and, và trước chữ and sẽ có dấu phẩy ha. Đây, như vậy hai câu này mình sẽ gọi tên là compound sentence các bạn ha. Điểm ngữ pháp thứ ba đó là complex sentence with show so that. À, thì đây là câu phức với show và show that. Câu phức là gì? Như vậy trên lớp cô cũng đã giảng rồi, bây giờ cô sẽ nhắc lại cho các bạn. Như vậy câu phức là một cái mệnh đề độc lập và có ít nhất một mệnh đề phụ. Rồi như vậy là một mệnh đề phụ thì không thể đứng một mình ha. Như vậy là nó phải có ít nhất một mệnh đề phụ theo sao các bạn ha. Rồi cái chấm chân thứ hai người ta nói rằng chúng ta sẽ sử dụng show hoặc là show that để nói về cái mục đích của một cái hành động, và chúng ta sẽ không dùng dấu phẩy trước show that. Ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng show để tạo thành câu ghép để chỉ kết quả. À, cái phần này chúng ta đã học ở cái bài unit 1 và unit 2 đó các bạn. À, trước dấu phẩy là show thì mình sẽ chỉ ra kết quả. Rồi, những câu này thì sẽ có dấu phẩy trước đó. Rồi, như vậy nôm na rằng nếu bạn dùng show that mà không có dấu phẩy phía trước thì nó sẽ chỉ ra mục đích của một hành động. Còn nếu mà mình dùng show mà trước show có dấu phẩy thì nó sẽ là đưa ra kết quả ha các bạn ha. Rồi, như vậy cô sẽ cho các bạn xem cái ví dụ của câu complex đây. Đây là ví dụ, đây một câu độc lập ha các bạn ha. We should reuse plastic bottle. Rồi, đây là câu độc lập. Và nó sẽ có một cái câu phụ đi theo, mệnh đề phụ đi theo ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng show that ở giữa và sẽ không có dấu phẩy ha. Đây cô gọi là câu complex sentence. Đây các bạn thấy rõ ha. Rồi. Đây là điểm ngữ pháp thứ tư, WS question. We can use WS question to ask for detailed information about an action or event. Chúng ta có thể sử dụng câu hỏi WS để hỏi thông tin chi tiết về một hành động hoặc là một sự kiện. Ví dụ, when was the biggest wildfire, vụ cháy lớn nhất xảy ra khi nào? Ví dụ, what was the biggest tsunami,
trận sóng thần lớn nhất là gì? Ha, như các bạn biết là những câu này thì nó sẽ có đầu tiên, cái chữ đầu tiên của nó sẽ có chữ W và H. Rồi, cô sẽ giới thiệu tiếp những cái từ tương tự như vậy nè. Đây là những câu WS question nè các bạn. Ha, what was the biggest flood? Trận lũ lụt lớn nhất là gì? Where was the biggest flood? Trận lũ lụt lớn nhất ở đâu? When was the biggest flood? Trận lũ lụt lớn nhất khi nào? How wide was the typhoon? Bão nhiệt đới nó lan rộng như thế nào? How tall was the tsunami? Trận sóng thần nó cao bao nhiêu? How long was the heat wave? Đợt nắng nóng kéo dài bao lâu? Hoặc là how many people died in the flood? Trận lũ lụt đã làm chết bao nhiêu người? How much damage did the flood cause? Trận lũ lụt gây ra bao nhiêu thiệt hại? Ha các bạn. Như vậy tổng kết lại, đây là cái bảng người ta gọi đó là WS question. What? Cái gì? Where? Ở đâu? When? Khi nào? How wide? Nó rộng bao nhiêu? How long? Cao bao nhiêu? How tall? Cao bao nhiêu? How long? Nó dài bao nhiêu? How many? Cộng với danh từ đếm được là bao nhiêu? How much? Đi với danh từ không đếm được bao nhiêu? Ha. Rồi, các bạn về ôn lại giùm cô nhé. Đây, điểm ngữ pháp thứ 5 đó là điểm ngữ pháp giới từ chỉ nơi chốn, preposition of place. We can use preposition of place to show where something or someone is. Chúng ta có thể sử dụng giới từ chỉ nơi chốn để chỉ xem cái gì đó ở đâu hoặc là ai đó ở đâu. Ha, chúng ta sẽ có những từ ví dụ như inside, outside, under, near. Inside bên trong, outside bên ngoài, under ở dưới, near là ở gần. Ví dụ như là stay inside your house, ở trong nhà của bạn. Và người ta cũng cho mình nhắc như mình một cái lưu ý nha. Use inside to describe the location of things. Ha, in buildings or container. Như vậy là chúng ta sử dụng inside để mô tả vị trí của đồ vật ở trong nhà hoặc trong những cái thùng, cái hộp. Không sử dụng inside, sử dụng inside cho những cái đồ vật ở vị trí ở ngoài trời như là thành phố, công viên hoặc là bãi biển. Ha, như vậy các bạn sẽ lưu ý lại cái cách sử dụng inside các bạn nhé. Điểm ngữ pháp thứ 6 đó là điểm giới từ chỉ cái sự di chuyển. Preposition of movement. We can use preposition of movement to show movement from one place to another. Chúng ta có thể sử dụng giới từ chỉ sự di chuyển để chỉ về cái sự di chuyển từ một cái nơi này đến một cái nơi khác. Ví dụ như là into, rồi vào trong, hoặc là to là đến. Rồi, you shouldn't go into flood water. Bạn không nên đi vào trong cái vùng nước lũ các bạn ha. Rồi, các bạn ôn lại giùm cho cô nhé. Đây là cái format của một cái bài kiểm tra cuối kỳ của chúng ta, cũng như là bài kiểm tra giữa kỳ, thì là chúng ta sẽ có một la mã là listening, 4 câu điện từ. Rồi hai la mã sẽ là multiple choice 8 câu trắc nghiệm. Trong đó sẽ có là hai câu về bảng hiệu. Ba la mã close test 6 câu. Rồi bốn la mã là word form 6 câu. Năm la mã verb form 2 câu. Sáu la mã reading comprehension là các bạn sẽ đọc hiểu ngoài sách giáo khoa ha. Bài này các bạn sẽ đánh true false và nhớ giùm cho cô, đánh true false là phải viết nguyên chữ true hoặc là nguyên chữ false, không được viết tắt. Viết tắt là sẽ không được tính điểm như các bạn. Và trong đó sẽ tiếp tục là hai câu trắc nghiệm. Phần số 7 sẽ là phần sắp xếp câu hai câu, và cuối cùng là phần viết lại câu transformation 4 câu các bạn ha.
Rồi cô sẽ ghi ra cho các bạn những cái câu giới hạn của phần viết câu. Phần giới hạn phần viết câu thứ nhất đó là like, love, enjoy. Như vậy phần này của các bạn cũng được nhắc rất là nhiều và ôn tập rất là nhiều rồi. Nhưng mà cô cũng làm cho các bạn thử một cái ví dụ. Ví dụ như sẽ ra một cái câu là she likes hoặc là she loves hoặc là she enjoy cộng với một cụm từ là playing piano. Các bạn sẽ viết lại là với dạng là to be. Như vậy mình sẽ viết lại là she is interested in hoặc là she is fond of hoặc là she is keen on playing piano. Các bạn ha, nhớ khi dùng to be là các bạn sẽ chuyển sang cụm tính từ các bạn. Rồi, dạng thứ hai đó là dạng like doing something very much. Nó sẽ tương đương với là hobby. Thích làm một cái gì đó rất là nhiều thì nó sẽ bằng với lại sở thích. Ví dụ, người ta sẽ cho là I like collecting stamps in my free time. Các bạn sẽ viết là hobby nè. My favorite hoặc là my hobby is collecting stamps. Rồi, rồi dạng thứ ba đó là dạng sawdust. Dạng này mình cũng mới vừa làm kiểm tra 15 phút các bạn ha. Rồi, ví dụ như cho là to reduce plant pollution, we should reuse plastic bottle. Chúng ta sẽ viết lại là sawdust. We should reuse plastic bottles. Sawdust, we reduce plant pollution. Rồi, như vậy chúng ta sẽ nói hai câu lại bằng với lại là sawdust. Dạng thứ tư đó là dạng if và unless. Cái này cũng làm kiểm tra 15 phút luôn rồi. Như vậy ở đây cô sẽ cho ví dụ lại, ví dụ mình sẽ cho là do exercise every day and you will be healthy. Như vậy các bạn sẽ viết lại thành if you do exercise every day. Các bạn sẽ dùng dấu phẩy, comma. You will be healthy. Right. Rồi, đây là ví dụ của dạng unless. Nếu cho unless thì chúng ta sẽ làm như sau. Nếu cho nếu muốn chúng ta làm unless thì người ta sẽ cho là if she doesn't succeed, she will have to try it again. Thì lúc này đây mình viết là bằng unless thì chúng ta sẽ thế chữ if và chữ doesn't, mà bỏ chữ doesn't, bỏ chữ if bằng chữ unless, thay bằng chữ unless. Unless she succeeds, come on. She will have to try it again. Là xong. Như vậy, unless, hồi nãy cô cũng có đa dạng rồi, là bằng if với lại là don't hoặc là doesn't. Nó phủ định của câu câu if các bạn ha. Rồi, dạng thứ năm đó là dạng các bạn sẽ chuyển to many cộng với countable noun hoặc là to most cộng với uncountable noun chuyển sang là not enough cộng countable noun hoặc là uncountable noun. Nó là như thế sao? Cô sẽ cho hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất đó là countable noun đi ha. Rồi ví dụ như là cho nè, the country doesn't have many things to do. Như vậy sao many là things đến được hả các bạn? Các bạn sẽ viết lại là enough nè. There aren't enough things to do in the country. Đó là một cách. Vẫn là enough. Sao enough là things, được không? Rồi cách thứ hai bạn có thể viết là the country doesn't have enough things to do. Vẫn giữ nguyên nghĩa các bạn, hai cách đều được ha. Rồi dạng uncountable noun nè, ví dụ nè, the city doesn't have much fresh air. Như vậy sao chữ much là fresh air không đếm được ha các bạn. Các bạn sẽ viết lại là enough. There isn't enough fresh air in the city. Không có đủ cái không khí trong lành ở thành phố. Hoặc là the city doesn't have enough fresh air. Nó cũng vậy luôn. Thành phố thì không có đủ không khí trong lành. Đó, nó rất là đơn giản các bạn. Ha, nhớ ôn tập lại, xem đi xem lại giúp cô nhé. Rồi, chúc các bạn học bài thật tốt, rồi làm bài cũng thật tốt nhé. Rồi, thân ái chào tạm biệt các bạn.